Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói một vấn đề là những tai nạn chiếc điện thoại. Và hôm nay đây thân mình là chủ đề là điện thoại là vỡ mặt kính hay là thay màn hình. Đây là rất nhiều điện thoại là vỡ đây các bạn nhé. Đây là chiếc Oppo, con này là Oppo F9 này. Giá của nó bây giờ cũng khá đắt, 6.9 này. Mà khách hàng còn vỡ tan hoang này. Thì đầu con này là vẫn lên rồi. Vỡ lên này. Như thế này thì các bạn sẽ phải thay rồi. Như thế này thì các bạn sẽ phải thay. Còn ví dụ điện thoại mà iPhone, đây iPhone mà chỉ để mặt hình thôi. Đây trên hình vẫn lên bình thường. Và đây là những tai nạn của điện thoại này. Các bạn những cái lưu ý của bạn mà khi nên thay mặt kính ấy, màn hình ấy. Thì đây con những con này là mình đã ép kính xong này. Những con này mình đã ép kính xong này. Nếu mà để mà chi phí cho các bạn, ví dụ như các bạn điển hình như các bạn mà có nhiều clip mà người ta nói bảo là vỡ mặt kính ấy, nên đi thay màn hình ấy. Thì theo nhu cầu của, đấy là theo nhu cầu của mỗi người thôi. Có người ở bên nước ngoài ấy, thì họ người ta là nếu mà người ta vỡ màn hình ấy, hoặc là bên các nước khác ấy, họ ta người ta vỡ màn hình người ta không đi ép kính đâu, họ sẽ thay luôn. Chi phí bên đấy, giá thành bên đấy nó sẽ rẻ và thu nhập họ cao nên là giá chi phí của họ máy móc vẫn rẻ, hoặc là người ta mua máy mới thì sẽ rẻ hơn ở Việt Nam mình. Việt Nam mình là cái màn hình nó rất đỏ, chiếm chỉ là 50% rồi, 50% ở cái máy rồi, còn các bộ phận chi tiết khác thôi, đâm là rất đắt đỏ. Tùy theo con đắt, nhưng có con thì rất là rẻ. Ví dụ như dòng Oppo này, màn hình Oppo này thì F9 là 6.9 thôi, nhưng màn hình nó chỉ có vài trăm nghìn thôi các bạn nhé. Kể cả màn hình xịn, màn hình zin cũng thế, chỉ vài trăm nghìn thôi. Còn Oppo này thế cũng vài trăm nghìn thôi. Nhưng mà riêng đấy, ví dụ như kiểu iPhone 8 Plus này, hiện tại thị trường đang bán với giá là máy mới của nó là gần 20 triệu này, nhưng mà màn hình của nó cũng phải rơi vào tầm độ 3 triệu các bạn nhé. Còn các bộ phận này sẽ đắt hơn. Nói chung tỷ lệ màn hình chỉ chiếm khoảng độ đến 30% thôi. Còn các bo mạch sẽ chiếm cho chị rẻ cao hơn. Đấy, theo chủ đề nước ngoài thì họ sẽ thay luôn. Ở Việt Nam mình để giảm chi phí ấy, thì họ khách hàng sẽ đi ép lại màn hình. Ép lại màn hình thì thứ nhất là ở lợi điểm gì, có nghĩa là giảm chi phí này. Bây giờ ví dụ như màn hình điển hình như con máy này thì mình màng nó là 3 triệu đi. Bây giờ mình ép kính hết có 400 đi, cho là 400 đi. Thì theo các bạn chọn phương án nào? Các bạn sẽ chọn phương án là 400.000 đồng. Không biết là có dùng được hay lâu hay không, hay là ép xong có bền hay không. Nói chung là của bền thì tại người thôi, kể cả bọn các cửa hàng họ người ta cũng ép lại cho bạn như cũ, vị trí lành lặn như này. Các bạn test thì ok, tại chỗ thì ngon, ok đây. Thế này còn cứ về các bạn ví dụ mà chẳng may làm rơi, lại làm vỡ kiểu nói chung là nó lại bị lỗi mài kiểu đấy, là của bền tại người thôi. Nói chung là sơ suất về vật ép kính cũng có một phần nào đấy, nhưng mà cái màn mà đã lỗi rồi thì nó đã lỗi, còn màn hình nào mà không lỗi thì nó không lỗi. Nên là lên các cửa hàng họ chỉ ép kính như này xong rồi giả khách hàng test ok, về khách hàng dùng vỡ hay thế nào là do khách hàng thôi. Kể bây giờ mình giảm chi phí, ví dụ màn hình con này mình dùng ép kính có 250 mà thay cho màn nó khoảng 500 thì mình sẽ tiết kiệm được 250 rồi. Tùy theo nhu cầu, ví dụ khách hàng nào mà có tiền thì họ có thể thay được. Khách hàng mà ít tiền, học sinh sinh viên có thể ép lại khắc phục lại điện thoại để dùng tạm thời gian đã, chứ để vỡ như này mà vẫn cố tình mà dùng thì thứ nhất mà lại ảnh hưởng vào tay của mình này, thứ hai là cái sẽ xấu hơn. Nhìn cái màn hình, ví dụ mà mình đi ra bên ngoài hay là mình dùng đấy, nhiều lúc cầm màn hình vẫn vỡ, cầm giấy rác, mất tự tin hơn. Để cầm máy như đến chỗ đông người thì các bạn cầm màn vỡ như này thì các bạn cũng mất tự tin không, quá mất tự tin thì các bạn phải đi khắc phục lại màn hình. Còn với màn hình Samsung kiểu như này mà vỡ màn hình hay là ép kính, nếu các bạn mà có điều kiện thì các bạn có thể đi thay nguyên bộ được và bán lại cái màn hình bẻ kính này cho bên các cái trung, ví dụ các bạn đi ép kính ở chỗ trung tâm nào đấy thì các bạn muốn một cái màn hình mà nguyên bản nguyên khung này mà chưa ép kính zin ấy thì các bạn có thể mua, hoặc là xong các bạn bán lại cái màn hình nào bị bẻ kính của mình ấy,
thì cho lại trung tâm đó thì họ sẽ trả giá các bạn hợp lý hơn. Chứ còn bây giờ các bạn bỏ tiền ra mua một cái màn mới và mà màn mình bỏ đi thì nó lại thành, các bạn lại thành tiếc đấy. Còn theo như ý kiến của mình ấy, thì mình làm cũng trong nghề thì các bạn vỡ kính như này thì các bạn có thể là đi ép lại kính để khắc phục. Thứ nhất là khắc phục là dùng tạm thời và tiết kiệm chi phí, chứ còn bỏ ra bây giờ một chốc 3-4 triệu đi thay cái màn hình thì nó khó đấy. Nói chung là giảm chi phí, mình tiết kiệm bao nhiêu tiết kiệm, chứ còn bây giờ mình có tiền thì không, mình không nói đâu, mình đánh vào học sinh, sinh viên thì họ sẽ phải đi lấy lại. Và nói chung là mình kể đi ép kính lại thì mình không thấy một là vấn đề ảnh hưởng gì cả. Nói chung là ở như nước ngoài thì họ lại không như ở Việt Nam mình, nhưng mà Việt Nam mình kinh tế thì không được như nước ngoài, mà giá thành chi phí các thứ nó đắt, đâm là sẽ nên chúng ta có thể nên đi ép kính lại là và sử dụng bình thường. Nên là các bạn yên tâm đến các cái trung tâm để ép kính hay là sửa chữa khắc phục lại tại điện thoại để dùng. Đây ví dụ như con này thì và xin chào các bạn mình đã... và xin chào tất cả các bạn đều đăng ký like, subscribe kênh ủng hộ mình nhé, và thấy ý nghĩa các bạn cứ chia sẻ giúp mình nhé. Chào các bạn ạ.